Trong ống thí nghiệm này có chứa paracetamol. Con hãy hòa một ít nước vào ống nghiệm này cho khi nào paracetamol hòa tan hết với nước thì từ đó con mới được đi lễ hội nha con. Ủa? Sao khóc đi gái? Phụng ơi, chị nói là khi nào paracetamol tan hết trong nước thì con được đi chơi hội. Mà paracetamol tới bên này, bao giờ có tan hết trong nước hả Phụng? Đây, bà này bé kia trời. Nghĩ sao paracetamol tan hết trong nước? Thôi rồi, bò coi cái bộ này, hình như còn trẻ. Bà có đi học dược sĩ sao nè? Thôi, ta có cách rồi. Bây giờ là paracetamol tan rất ít trong nước, bây giờ mình chết tan nhanh cái gì, mình bỏ nó không bỏ nước mà mình sẽ bỏ phenol vào sẽ lẻ thôi chứ gì đâu. Thế còn ethanol vào sẽ lẻ chứ đâu con. Trời ơi, thôi chị để ta tính cho để em à con nha. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng của con nè, con nhớ là cái thẻ ATM bữa ta đưa cho con không? Dạ có. Bây giờ con ra cái ATM gần hàng người kia á. Dạ. Con sẽ dùng cái thẻ đó, con rút tiền. Sau đó con đi mua một cái váy và một cái đơn hàng mới đi. Chứ đi hội mà cứ ăn mà sến xuống thế này sao mà đẹp được rồi. Sao được con? Dạ. Dạ, ta đi đây. Thôi, ta đi đây. Quan cảnh bên trong đại sảnh của nhà vua, có một nhóm múa đang múa. Oh!
để tôi. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi và lắng nghe.